Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị anh chị em. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi về thêm cho các bác một cái mẫu xe phân khúc hạng C, sedan hàng đầu đang cực kỳ là hot. Và đây chính là một chiếc Kia Cerato sản xuất vào năm 2018, số sàn và xe trang bị động cơ 1.6. Một cái mẫu xe mà trong tầm phân khúc hạng C được rất là nhiều anh chị em ưa chuộng. Ngoài chiếc này ra thì còn một cái mẫu nữa, đó chính là Kia K3 nhá. Nói chung là những cái chiếc xe của phân khúc hạng C của dòng Kia này thì được rất là nhiều người tin dùng và ưa chuộng. Form dáng thì đẹp, thể thao, trẻ trung, nội thất thì rộng rãi, công nghệ thì nhiều. Và em này trang bị bên ngoài thì gồm cụm đèn bi siêu sáng kết hợp đèn halogen, có giải đèn nét định vị ban ngày, 4 nà răng đúc dạng phay và 4 phanh ABS đã được trang bị rồi, xinh nhan tích hợp trên gương và tay nắm cửa được ốp mạ chrome tích hợp trên chiếc xe này. Thì đã được tích hợp luôn cả cái sạc không dây thông minh rồi. Với chiếc xe trên Cerato đời 2018 nhá, cả số sàn là số tự động. Đấy. Ở cái đời 2018 này nó rất là hiện đại rồi. Nó lên cả sạc không dây thông minh luôn. Tuy nhiên thì vào đời 2019 thì cái công nghệ sạc không dây thông minh lại không được sử dụng trên cái đời 2019 nữa. Nên là bác nào mà muốn sở hữu cái công nghệ này ở dòng Cerato thì chúng ta nên chọn Kia Cerato đời 2018 ở đây nhá. Rất là hiện đại và cũng như là tiện lợi cho các bác khi đi đường nếu mà chúng ta đang sử dụng một chiếc điện thoại thông minh có trang bị công nghệ sạc không dây thông minh. Ở đằng sau xe thì được trang bị camera lùi này, giúp cho anh chị em là kiểm soát không gian đằng sau xe được tốt hơn khi lùi xe vào những cái vị trí không gian chật hẹp, tránh những cái va chạm rủi ro không đáng có xảy ra. Và bây giờ thì em sẽ đi sang phần thân bên lái để cho anh chị em ngắm kỹ hơn về tổng thanh, form dáng, sơn si, ngoại thất bên ngoài của Kia Cerato sản xuất vào năm 2018, phiên bản số sàn và xe trang bị động cơ là 1.6 này. Như vậy thì em đã đi hết một vòng chung quanh xe để cho các bác xem rồi. Và các bác có cảm nhận như thế nào thì hãy để lại một comment dưới phần bình luận giúp em. Và hiện tại thì chiếc xe này bên em đang giao bán với cái mức giá là 425 triệu đồng. Trong khi đó là giá vẫn còn có bớt và giá vẫn còn có thể thương lượng thêm. Nếu anh chị em nào thực sự quan tâm, thiện chí, nhiệt tình thì xin vui lòng gọi điện về cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo là 0855 966 966, hoặc các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận và đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại cho anh chị em. Được chưa? Các bác nào chưa đăng ký kênh, chưa follow fanpage thì nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong nội thất sau khi mà đi một vòng quanh xe để cho các bác ngắm tổng thành ngoại thất bên ngoài, ngoại thất sơn si bên ngoài của chiếc xe này. Thì nội thất bên trong các bác có thể nhìn thấy đây. Đấy. Nội thất bên trong rất là đẹp, với ghế bọc da còn nguyên zin nguyên bản theo xe đây. Đấy, ghế da zin theo xe. Được chưa? Hàng ghế sau và hàng ghế trước gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho nhá. Và về trang thiết bị công nghệ thì em này trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện cục điện này. Đấy, có hệ thống gương kính chỉnh điện cục điện ở cái mặt bậc táp ly cánh bên lái này, và các bác nhìn cái phần táp ly đây. Đấy, vân viết nó nổi rất là đều, vân nổi cực kỳ là đều luôn, đẹp. Ở trên vô lăng thì có một số phím chức năng rồi, cruise control đi ga tự động này. Với cái chức năng cruise control đi ga tự động này thì cực kỳ là nhàn chân ga cho các bác khi đi trên cao tốc đây. Điều khiển an toàn được trang bị trên khoang lái với một chiếc ở trên vô lăng và một chiếc bên ghế phụ kia nhá. Ngoài ra thì nó còn một cái số phím chức năng khác là điều khiển âm lượng. Đấy, có điều khiển âm lượng trên vô lăng này. Màn hình em này trang bị một cái màn hình cái màn hình này là mình màn hình theo xe các bác nhé, màn hình giải trí theo xe. Và ổ đĩa của em này là ổ đĩa DVD, được chưa? Điều hòa auto với hai vùng nóng lạnh. Đây chính là cái chức năng sạc
không dây thông minh này. Giờ em sẽ bỏ cái điện thoại của em vào đây. Và nhìn nhá. Đấy, thấy chưa? Vâng, thấy nó hiện chưa? Đấy, đã sạc chưa? Đấy, có nhìn có thể nhìn thấy là nó đang sạc đây nhá. Rất là tiện lợi luôn, ok chưa? Rồi. Giờ thì em bỏ ra. Đấy là cái công nghệ sạc không dây thông minh được trang bị trên chiếc xe này. Cực kỳ là tiện lợi luôn. Đấy, chiếc điện thoại của em thì có cái công nghệ này. Và ở trần này. Ở đây trang bị là trần lì nguyên bản theo xe và đã được căng phủ ni lông rồi. Nó bảo vệ cái lớp trần này còn rất là mới. Order của em này thì đây. Nếu bác nào quan tâm order là 4,5 vạn đúng nhá, 4,5 vạn. Đấy, thì em đã giới thiệu về trang thiết bị công nghệ option cho anh chị em rồi. Ở em này thì trang bị cả cửa gió điều hòa phía sau nữa này. Bây giờ sẽ review về mặt chất lượng của xe. Thì đầu tiên là có nhiều cái ốc giằng cửa này. Đấy, thì nó còn nguyên màu sơn đấy nhá. Ốc nó zin hết. Dạ, ốc nó zin hết, nguyên màu sơn. Cái ốc giằng cửa còn nguyên màu sơn luôn. Cái này thì là do rửa nước của chúng ta không ấy thôi. Thì là cái bên ngoài đấy nhá, cái bụi màu theo thời gian thôi. Bụi màu theo thời gian. Thì như là các bác đến trực tiếp để chỉ cửa hàng xem thì nhìn sẽ chuẩn xác hơn và rõ hơn. Đấy, nó chỉ là cái màu theo thời gian thôi. Ở bên ngoài thôi. Quay đến phần chỉ này. Đây là phần chỉ của cánh trước. Bên lái này nhá. Đấy, chỉ cánh trước bên lái đấy. Nó không mất một phần chỉ nào cho của anh chị em luôn. Và cái phần ốc bản lề. Đây là cái bản lề trên này. Đây là bản lề trên nhá. Zin chặt rồi. Còn đây là bản lề dưới. Khi luôn. Như vậy thì cái phần cột giữa ở bên lái này là ok rồi này. Bây giờ em sẽ quay xuống sắt xi khung gầm cho anh chị em. Đây được chưa? Có nhìn này. Đó là chắc chắn nó cứng cáp luôn. Giật là chắc chắn nó cứng cáp. Được chưa? Đẹp nét căng. Ok nhá. Giờ thì em đi xuống cánh đằng sau. Là cánh đằng sau bên lái đây. Thì đây là phần chỉ này. Nhá, cánh đằng sau bên lái đây. Đấy, chỉ đây nhá. Xin hết luôn rồi. Phần ốc giằng cửa này. Ốc giằng cửa đây. Chưa. Còn nguyên màu sơn cả. Nói chung là xe bên em thì tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Đấy. Bây giờ thì em sẽ đi xuống đằng sau. Nhân tiện đây thì em sẽ mở luôn phần lắp cái bộ là nát nó đi một vòng cho quay xe cho em review luôn. Đi xuống đằng sau xe. Nói chung là vì xe là phân khúc hạng C rồi, sedan này đâu. Đấy, vừa đi đi cứu hộ cho anh em là đi cứu hộ cầu Bình Trà Bình đi đây. Phân khúc hạng C sedan hay đâu thì nên là xe thì cái cốp xe nó rất là rộng rồi, cốp xe cực kỳ là rộng luôn. Được chưa? Em quay đến cái phần chất lượng thì đầu tiên có nhìn phần chỉ này. Nói chung về độ rộng rãi thì khỏi bàn rồi, những cái mẫu xe phân khúc hạng C thì bao giờ là nó sẽ cũng rộng rãi hơn rất là nhiều. Đó, những chiếc xe phân khúc hạng A, những chiếc xe phân khúc hạng B. Đấy. Phần chỉ này ok rồi này. Xuống hai bên máng nước thì các bác nhìn này. Có hiện tượng lệch lạc về form dáng gì cả. Đấy. Có hiện tượng lệch lạc gì về form. Được chưa? Phần chìm, phần nổi các thứ này. Đấy. Đó, nó thẳng tắp luôn nhá. Đường cong uốn lượn rất là mềm mại. Đây là bên lái này. Còn sang bên phụ của chị bác nhìn đây. Đó. Đấy chưa? Đấy chưa? Chết đấy nha. Chết đấy.
chỉ trong rồi, ok rồi. Bây giờ em sẽ xuống phần sassi khung gầm bên dưới. Đây chính là sassi khung gầm bên dưới. Đây. Ok chưa? Đấy, sassi khung gầm bên dưới đây nhá. Cũng không có hiện tượng là hàn cắt ghép nối gì cả. Cũng như là hàn gì mới mòn, không có hiện tượng hàn cắt ghép nối gì luôn. Nhá, sassi khung gầm đấy. Đi sang phần thân bên phụ này. Đây là cái phần ốc giằng cửa này anh chị em này. Đấy, ốc giằng cửa đấy nhá. Được chưa? Phần chỉ đây. Còn phần chỉ này. Chỉ đây nhá. Lên phần cánh trước nhá, bắt đầu lên phần cánh trước bên phụ thì có cái nhìn này. Đấy. Em sẽ quay đến cái phần chỉ của cánh trước. Đấy, phần chỉ của cánh trước bên phụ đấy nhá. Ok rồi, quên. Quay đến phần ốc giằng cửa này. Quay đến đây để cho các bác xem cái phần cột bên phụ nhá. Đây. Thấy chưa? Đấy, bản này trên, bản này dưới nó còn nguyên cái lớp bụi màu theo thời gian như thế này. Thì chứng tỏ là nó chưa có hiện tượng là tác động bên ngoài vào, chỉ có ai tháo dỡ nó ra cả. Đây là cái cột này nó cũng còn nguyên zin. Và có nhìn này, kính kia này. Kính nhân zin luôn nhá. Đấy, 2017. Kính dưới một đời thì vẫn là kính theo xe nhá. Dưới một đời vẫn là kính theo xe. Đây, thấy chưa? Đấy, kính trước là còn nguyên zin luôn. Rồi bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong phần khoang động cơ. Ở đây ở bên trong phần khoang động cơ thì các bác nhìn những con ốc này. Chân máy thì chiếu hiện tượng là tháo dỡ rồi nhá. Zin đét luôn rồi. Đấy, con ốc chân máy này. Nguyên zin luôn. Nhá, đây ốc ước này. Ốc màu còn nguyên. Đấy. Ốc màu còn nguyên zin luôn. Còn keo, keo kiếc là máy móc là còn nguyên zin nhá. Máy của em là còn nguyên zin đấy các bác ạ. Keo kiếc kìa. Nó hơi bị khuất ở bên trong một chút. À, thì các bác nhìn cái con ốc chân máy này là biết này. Đấy, ốc chân máy nó còn nguyên zin, là chứng tỏ chưa hiện tượng là cổng máy ra này, chưa hiện tượng cổng máy ra là tác động của máy. Được chưa? À, hộp số động cơ rồi, xong nữa hộp số đây, đây còn hộp số đây, máy số còn nguyên zin luôn nhá. Nói chung là ngay cả cái này này nó còn nguyên màu sơn như thế này. Được chưa? Nó vẫn còn rất là đẹp nhá. Máy số nguyên zin nguyên bản. Quay xem là có đụng chạm gì không. Thì đây là phần chỉ này, có nhìn này. Ốc bác này thì nó là cái lớp bụi màu theo thời gian thôi nhá, màu theo thời gian. Còn đây là phần chỉ này. Đấy, chỉ này có thấy chưa? Phần gì sang bên này nữa. Nhá. Và như vậy thì em đã review xong tới toàn thể quý anh chị em một chiếc Kia Cerato sản xuất vào năm 2018, số sàn và xe trang bị động cơ là 1.6, trong tầm tiền là 425 triệu đồng anh chị em sở hữu chiếc xe này rồi. Bây giờ thì em xin phép được kết thúc video giới thiệu về xe tới đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.